thanh niên 30 tuổi khóc như mưa vì sao 7 lần bê rác đã được làm chú rể. Tôi đã làm phù thủy 7 lần rồi, mỗi khi bạn lấy phi tần, tôi lại đến làm náo động đám cưới chúng nó. Bây giờ sau cùng tôi cũng kết hôn, và chúng nó có đến làm loạn lên như thế với tôi hay không, tôi cũng không để ý. Hôm 29 tháng 10, người dùng mạng xóm hội Weibo chia sẻ một đoạn video được quay tại đám cưới ở tỉnh Anhui, cắt ghi cảnh chú rể 30 tuổi khóc nức nở khi phát biểu ở hôn lễ. Tôi không thể kìm được. Khó khăn lắm tôi mới được kết hôn, chú rể xúc động nói. Cô dâu lau nước mắt cho chú rể trong ngày cưới. Tôi đã làm phù thủy 7 lần rồi, mỗi khi bạn lấy phi tần, tôi lại đến làm náo động đám cưới chúng nó. Bây giờ sau cùng tôi cũng kết hôn, và chúng nó có đến làm loạn lên như thế với tôi hay không, tôi cũng không để ý. Lời chia sẻ của chàng trai khiến cục bộ khách mời có mặt trong bữa tiệc đều bật mỉm cười. Sau lời thú nhận trên, chú rể cũng không quên cảm ơn những người bạn của mình, đồng thời nói thêm rằng anh đặc biệt thấy hạnh phúc trong ngày trọng đại này. Sau phần cảm ơn khách mời, fan anh kế tiếp bày tỏ cảm xúc với phi tần. Cuối cùng anh đã có được em. Vì anh vui quá nên nói suốt buổi, em có muốn nói gì không? Fan anh hét vào micro trước đám đông. Cô dâu đáp lời, tất cả những gì em muốn nói là dù ngoài kia anh có mệt mỏi, kiệt sức hay khó chịu đến đâu, chỉ cần nhìn lại, anh sẽ thấy em đang đợi ở nhà. Anh cũng gửi lời cảm ơn tới bố mẹ phi tần và bày tỏ sự biết ơn, cảm kích vì họ đã nhiều lần nấu nướng những bữa ăn ngon cho anh. Một khách mời ở đám cưới cho biết lúc chồng phát biểu trước các vị quan khách, cô dâu cũng rất xúc động và hạnh phúc. Cô giúp anh lau những giọt nước mắt khi chia sẻ cảm xúc thực lòng về việc thoát ấy. Mỗi khi chú rể khóc, đám đông lại bật mỉm cười thích thú, vị khách kể lại.